Điều kỳ lạ giữa đại dịch COVID-19, nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Mắt Thần, góc nhìn đa chiều, nơi cập nhật thông tin mới mỗi ngày với góc nhìn đa dạng. Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, với nhiều biến chủng mới, nguy hiểm hơn, ngày càng xuất hiện nhanh. Tuy vậy, ở nhiều nước có vẻ như điều này không phải là mối lo lớn nhất khi chi phí vẫn dồn nhiều vào điều khác, vũ khí hạt nhân. Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân, thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu COVID-19, thì người ta dễ hiểu điều ưu tiên của chính phủ đó là gì. Có một nghịch lý là giữa đại dịch toàn cầu chết chóc mang tên COVID-19 hiện nay, sự đầu tư cho vũ khí hạt nhân lại gia tăng, tất cả đều vì yếu tố tiền bạc. Sau khi đại dịch COVID-19 hoành hành được 1,5 năm, ai đó có thể tưởng tượng rằng các chính phủ sẽ điều chỉnh các ưu tiên về chi tiêu của mình theo hướng đầu tư nguồn lực cho cuộc chiến với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Nhưng mọi việc không hề diễn ra hoàn toàn theo hướng đó. Có một lĩnh vực mà chi tiêu của một số chính phủ thực sự gia tăng trên toàn cầu trong năm 2020, đó chính là vũ khí hạt nhân. Liên minh ICAN, viết tắt của chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân, vào tháng 6 năm 2021 đã công bố một báo cáo cho thấy, trong lĩnh vực này, tiền chảy từ chính phủ tới các tập đoàn và giới hoạch định hành lang và ngược lại. Chu trình này giúp duy trì và phát triển vũ khí hạt nhân. Trong báo cáo này, Alicia Sanderjack, điều phối viên chính sách và nghiên cứu của ICAN và đồng tác giả của báo cáo này chia sẻ rằng số tiền được nói ở đây là rất lớn, lớn đến hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD. Báo cáo phát hiện ra rằng 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới đã chi tổng cộng 72,6 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân trong năm 2020. Sanderjack cho biết, các công ty vũ khí chi 1 tỷ USD để vận động hành lang. Số tiền 1 tỷ USD có vẻ nhiều, nhưng số tiền mà các công ty này thu lại được còn nhiều hơn nữa, tới 27 tỷ USD dưới dạng hợp đồng sản xuất vũ khí hạt nhân. Một số nước sở hữu vũ khí hạt nhân đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 như Mỹ và Ấn Độ. Riêng Mỹ cho tới nay đã có hơn 600.000 người tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, ngay trong bối cảnh đó, tiền vẫn chảy vào lĩnh vực vũ khí hạt nhân tại Mỹ. Các cảnh báo cho thấy, ngay cả số tiền mà Bộ Quốc phòng Mỹ nhận được theo luật CARES năm 2020 để khắc phục hậu quả của COVID-19 cũng được đưa sang mảng vũ khí. Sanderjack cũng chỉ ra rằng các vũ khí hạt nhân thực sự là điều nguy hiểm. Nếu được sử dụng thì sẽ làm biến mất tất cả nhân viên y tế và giường bệnh trong bối cảnh ngành y toàn cầu đang phải căng thẳng vì đại dịch COVID-19 rồi. Sanderjack cho rằng việc tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân và đổ tiền vào đó không phải là một quyết định chiến lược, không hợp lý về cả mặt chiến lược và thực chất là xuất phát từ lợi ích của các tập đoàn vũ khí. Thách thức trong đảo ngược tình hình này là có ít áp lực từ công chúng. Đã có các phong trào xã hội rầm rộ tẩy chay các ngành công nghiệp gây biến đổi khí hậu hay bất công chủng tộc, nhưng việc tẩy chay các hãng vũ khí như Lockheed Martin hoặc Northrop Grumman quả là rất khó vì sản phẩm của các công ty này đa phần không được bán cho công chúng sử dụng. Những tác động vô cùng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 vẫn không ngăn cản được các cường quốc hạt nhân tăng chỉ tiêu vào kho vũ khí nguyên tử của mình. Mới đây, Tổ chức Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân ICAN đã công bố một bản báo cáo, trong đó nhấn mạnh rằng 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới đã chi tới 72,6 tỷ USD cho vũ khí này trong năm 2020, tăng 1,4 tỷ USD so với năm trước. Đáng chú ý, Mỹ đứng đầu danh sách với 37,4 tỷ USD, chiếm hơn nửa số chi của các nước còn lại. Theo sau là Trung Quốc 10 tỷ USD, Nga 8 tỷ USD, Anh 6,2 tỷ USD và Pháp 5,7 tỷ USD. Có một nghịch lý dễ dàng được nhìn thấy, đó là việc tăng chi tiêu trên diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ qua. Khi đại dịch khiến bệnh viện chật cứng bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế phải làm việc quá tải, còn vật tư y tế cơ bản luôn trong tình trạng khan hiếm. Những nước này lại đổ tiền vào vũ khí hủy diệt hàng loạt thay vì dồn tổng lực cho cuộc chiến chống COVID-19, báo cáo của ICAN nhấn mạnh. Xu hướng tăng đáng báo động này cũng tỷ lệ thuận với việc nhiều quốc gia mở rộng hầu bao cho các hoạt động quân sự. Báo cáo thường niên cán quân quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho biết, chỉ tiêu quốc phòng toàn cầu đạt khoảng 1.830 tỷ USD trong năm 2020, tăng 3,9% so với năm 2019. Dù tổng sản phẩm quốc nội GDP thế giới năm ngoái tăng trưởng âm 4,4% vì thấm đòn từ đại dịch bùng phát. Thêm vào đó, báo cáo của ICAN nêu rõ, trong khi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục ném qua cửa sổ hàng tỷ USD, thì phần còn lại của thế giới đang nỗ lực đưa loại vũ khí này vào danh mục mặt hàng bất hợp pháp. Thời gian qua, rất nhiều nước đã tích cực hợp tác nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa toàn cầu. Gần đây nhất, Hiệp ước của Liên Hợp Quốc cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 1 năm 2021, sau khi 50 nước tham gia ký kết hoàn tất quá trình phê chuẩn vào tháng 10 năm 2020.
quy chuẩn quốc tế lịch sử này cấm phát triển, sản xuất, thử nghiệm, dự trữ, sử dụng và đe dọa sử dụng loại vũ khí hạt nhân, qua đó hứa hẹn sẽ tạo một động lực cho phong trào giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu. Dù vậy, hiệp ước lại thiếu vắng toàn bộ các nước có vũ khí hạt nhân, cũng như Nhật Bản, quốc gia duy nhất đã phải hứng chịu sự tàn phá của các vụ ném bom nguyên tử. Tất cả vì miếng bánh kinh doanh và cuộc chạy đua khẳng định vị thế. Lý giải cho những điều này, báo cáo của ICAN cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng các quốc gia trên chi tiêu cho vũ khí hạt nhân nhiều như vậy không phải vì lợi ích an ninh hay cạnh tranh giữa các nước lớn, mà xét cho cùng, đó là miếng bánh kinh doanh. Phân tích hàng nghìn hợp đồng, báo cáo hàng năm và các nguồn tin khác, ICAN nhận thấy hàng chục tập đoàn lớn như BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Textron đã kiếm được các hợp đồng sản xuất mới hoặc nâng cấp hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trị giá tới 27,7 tỷ USD trong năm 2020. Các công ty này sau đó lại bỏ ra 117 triệu USD nhằm vận động các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, trong đó có vũ khí hạt nhân. Đồng thời, tài trợ cho hầu hết các cơ quan chuyên nghiên cứu các giải pháp chính sách về vũ khí hạt nhân. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI quan ngại rằng, ngay cả khi chiến tranh lạnh đã kết thúc từ 3 thập kỷ trước, kho dự trữ vũ khí hạt nhân toàn cầu vẫn ở mức 13.400 đầu đạn. Theo cơ quan này, hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới là Mỹ và Nga tiếp tục nâng cấp và làm mới kho vũ khí hạt nhân của mình. Dẫn tới đầu đạn hạt nhân của hai nước này tuy giảm, song lại có mức độ nguy hiểm hơn nhiều. Không kém cạnh, các quốc gia khác cũng thực hiện những chương trình hiện đại hóa kho vũ khí tốn kém. Việc các quốc gia ngày càng coi lực lượng hạt nhân là con bài răn đe và đảm bảo an ninh khiến thế giới có thể phải chứng kiến những cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới và tiếp tục phải sống trong nỗi lo sợ thảm họa hạt nhân bất cứ lúc nào. Thực tế đó đã trở thành rào cản đối với nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong tiến trình giải trừ quân bị hạt nhân nhằm thực hiện hóa mục tiêu vì ngôi nhà chung không có vũ khí hạt nhân. Niềm hy vọng còn lại. Thực tế, hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đã được ký và có hiệu lực, nên có thể coi đây là niềm hy vọng để thế giới không lâm vào thảm kịch do vũ khí hạt nhân. Mặc dù những nước đứng đầu về vũ khí hạt nhân như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc chưa tham gia hiệp ước này do nhiều lý do, hay như đất nước chịu hậu quả nặng nề từ phía vũ khí hạt nhân như Nhật Bản cũng từ chối ký kết. Tuy nhiên, theo Sanderjack vẫn có hy vọng, người dân có thể kêu gọi chính phủ của mình giảm ngân sách cho vũ khí hạt nhân và tổ chức ICAN có thể đóng vai trò chiến lược trong nỗ lực thúc đẩy thực hiện hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được thông qua vào năm 2017 và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021 với 55 quốc gia tham gia. Hiệp ước này cấm vũ khí hạt nhân, phát triển vũ khí hạt nhân, thử nghiệm, sở hữu và tích trữ vũ khí hạt nhân. Niềm hy vọng cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân cũng như sự ưu tiên của các cường quốc với các vấn đề nhân văn khác vẫn đang được nhen nhóm, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Để liên tục cập nhật những tin tức mới, quý vị hãy bấm subscribe và chọn thông báo cho kênh Mắt Thần nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tới.